hàng vừa về nóng bỏng tay luôn các bác ơi sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày hôm nay dòng sản phẩm các bác cực kỳ mong chờ và cực kỳ là 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 đáng sở hữu các bác đã liên tục liên tục gọi em trong mấy ngày hôm nay đã về hàng rồi đây Martin, cái nghe Martin Brazer dòng sản phẩm VIP nhất của thương hiệu tới từ Anh Quốc các bác ơi. Uh, trước khi vào dòng sản phẩm VIP như thế này và những dòng sản phẩm rất ngon như thế này thì em xin phép uh, được giới thiệu đến cho bác một vài dòng sản phẩm khác ví dụ như súp này, bác này súp GD Audio Bass 40 này, con này bị vỡ góc này, uh, đang bán là 4 triệu 800 000 đồng thì thanh lý xuống chỉ còn 4 triệu uh, 4 triệu đồng tròn các bác nhá. Bên dưới đây, Bên dưới cũng con dưới này thì nó lành lặn thì không nói rồi. Con bên dưới lành lặn không nói, con bên trên này thanh lý thì còn 4 triệu đồng tròn này. À, tiếp theo bên này, à, loa của BMB này, loa BMB này thì em có một cặp luôn nhá. Có một cặp, con này thì bán hai triệu rưỡi. Một cặp BMB hàng của Bangladesh luôn. Con này thì em có một cặp chuẩn luôn các. Đây các bác này. Đây các bác nhá. Hàng này là của Bangladesh này các bác. Hàng của Bangladesh. Con này thì hai triệu rưỡi nhá. 8 tám uh, 8 ôm 500 W, số seri này, tem mác đầy đủ hết cho các bác. Con này thì Hàng VIP đấy, cũng là hàng VIP của thằng BMB đấy, con này mới bóc xốp ra Có một uh, cặp, một chiếc nữa ở trong kia mà em lười lấy quá Chiếc kia nó đẹp như này nhá, hai triệu rưỡi Bên này có một uh, đôi uh, loa của thằng, uh, đôi B3 của uh, loa của thằng uh, gì nhỉ lẻ 301 series 4 này, 301 series 4 đối với dòng sản phẩm hàng chính hãng nhá Con này là hàng sản phẩm sản xuất nhá các bác nhá, sản xuất là tại Mexico, được chưa các bác nhỉ nhá Đây, made in này Made in Mexico này, dòng sản phẩm chính hãng của Mexico xịn luôn Con này thì em có một cặp nó mất e-căng rồi Con này mất e-căng rồi, đấy, và vẫn còn ok các bác nhé Thùng vách các thứ của nó còn đẹp Đối với cặp này thì bán giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút Bác nào lấy thì cặp này thì sẽ để cho bác giá là 1 triệu 900 nghìn đồng 1 triệu 900 nghìn đồng một đôi bốt này nhá. Bốt này quá rẻ cho bác rồi Anh em nó lấy một cặp này về làm loa trợ lời cũng rất là hay, đấy Ok, bên này, sâu vào bên trong này thì em đang có một đôi... B3 Q8, B3 Q8 con này rất phù hợp cho anh em đi làm phòng trà, phòng cà phê nhá. Bởi vì sao? Bởi vì con này là dòng loa bass 20, bass 20 mà tiếng bass tiếng tép của nó nghe rất là sáng và hay tiếng các bác nhá. Hay hơn cả những đôi loa đôi loa bốt luôn, được chưa ạ? B3 Q8, con này là công suất của nó là đến được uh... 80W, công suất của nó là 80W các bác nhé, công suất thực được 80W luôn Trở kháng 8 ohm, cân nặng là 7 cân Con này các bác về, các bác chơi uh, phòng trà, anh em karaoke, gia đình ghép thêm làm loa trợ lời rất là hay luôn Với mỗi một đôi Q8 này, bên em đang để với mức giá rất là rẻ cho các bác luôn Chỉ có là 1 triệu 500 ngàn đồng bao ship tận nhà dây rắc tặng đầy đủ cho tất cả các bác Đấy, B3 Q8 nhé, hàng sản phẩm chính hãng luôn, số series này đấy tem mắc đầy đủ cho các bác hàng q 8 này rất là hay tiếng ba tép của nó đánh tiếng sáng lắm mà hay lắm con này thì chơi rất là được được chơi các bác nhá rất là được đấy con này thì đáng để các bác chơi Được chưa ok bên cạnh đây bên cạnh đây đã về hàng đây các bác đã về hàng những cái dòng loa mắc tin cánh én mắc tin browser rất nhiều rất nhiều trong thời gian qua anh em mong chờ đây rồi ôi trời ơi dạo gần đây các bác gọi em liên tục gọi đến cháy máy luôn và em ơi hàng của anh đặt đã về chưa em ơi loa của anh mua thế nào rồi em ơi em ơi hàng vạn câu hỏi vì sao tại sao chưa có hàng ngày em à, anh đặt cọc tiền trước nhé anh đặt cọc tiền nhé em uh, giữ lại cho anh hàng về có cái là bán cho anh luôn Ôi các bác gọi liên tục liên tục mà em không thể nào trả lời hết được các bác ạ Rất nhiều rất nhiều các cuộc điện thoại mà ngày hôm nay hàng đã cuối cùng cũng đã về rồi các bác ạ Về tổng cộng lô lần này được tổng cộng là được 20 cặp các bác nhá Ở đây thì chật quá em ném tít ở bên trong kia cũng có 10 đôi nữa Bên ngoài này để 10 đôi bên trong kia để 10 đôi Đấy 10 đôi này là thì nó đóng trả hàng cho tất cả bác và anh em đấy Những bác anh em đang mong chờ trong thời gian vừa qua thì ngày hôm nay đã có hàng về hàng được Martin browser rồi các bác nhá Dòng sản phẩm cực kỳ VIP và cực kỳ chất trong thời gian vừa qua các bác rất đáng chơi và các bác nên chơi các bác Dòng loa này tại sao có gì mà các bác lại mong chờ đến như thế Đây là một trong những cái dòng loa bãi xịn của Anh Quốc Bát 30 côn 76 từ 190 Chép của nó toàn bộ chép 450 mà toàn bộ đây là hàng xịn nhá Dòng này sẽ sở hữu mạch phân tần rối cực kỳ cao cấp Được chưa ạ và tất cả con trở của nó đều là trở nhôm hết thế nên là chất lượng của nó đẹp lắm các bác chất lắm đấy ở đây thì đã bóc một ruột gan một con ra rồi để tí nữa em sẽ sâu cho bác xem nhưng mà bên này đây các bác nhìn thấy không loa liếc các thứ của nó 10 con đẹp như nhau luôn đương nhiên là sẽ có bụi bẩn này thì em không nói rồi nhưng mà tất cả những hàng hóa này của nó nhìn đẹp keng luôn bác sướng đây các bác nhé các bác nhìn xem cái phần 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 logo đít của nó đây đấy mặt bích của nó nhé xem ở phía mặt sau của nó này logo Blacklight f 12 cộng các bác nhé dòng sản phẩm hàng chính hãng hàng made in luôn england luôn các bác nhé hàng made in england rất là xịn được chưa ạ? Số series tem mát của nó là đầy đủ hết cho các bác, trùng đôi trùng đôi cho các bác luôn nhá. Blacklight F12 cộng hàng chính hãng của Martin các bác ơi. Rất là xịn và hay luôn rồi, được chưa ạ? Con này sẽ sở hữu cho mình bass 30 Côn 76 từ 190 nói chuyện với các bác rất nhiều dần lần rồi. Martin Brazer, dòng Martin Brazer Audio các bác nhé. Hàng Martin cánh én chính hãng của Martin luôn rồi. Thì các bác cứ yên tâm mà chơi thôi. Đó, ở bên này thì em đã bóc ruột gan ra đây rồi cho các bác rồi. Đây này, cái căng của nó đây e căng của dòng sản phẩm này thì toàn bộ là dòng e căng e căng cài các bác nhá e căng cài đó Đấy chưa các bác màng bát đây bát của nó này các bác nhìn này từng cái đường keo đường kim mũi chỉ nó làm rất là chi tiết luôn ở gần vải tẩm dầu hai lớp sóng mà nhìn các bác nhìn cái gần của nó này nhìn thấy không rất là chi tiết và độ mới còn rất là cao nhé đối với dòng sản phẩm này thì cực kỳ là ngon luôn đó còn đây là phần họng họng tép của nó bên này đó ở đây thì em bóc họng tép nó ra cho các bác xem này tép của nó đây các bác nhìn chưa gì thấy số seri này số seri này tem mác đầy đủ hết 100% đó, phần tép của nó đây các bác nhỉ Mắc tin cái nén chuẩn hàng chính hãng luôn Được chưa ạ? Tất cả các cái trên pick của cái Pick của cái 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 củ từ này toàn bộ trên này này Bằng thép 100% các bác nhé, bằng thép Đấy, bên dưới thì sẽ là uh, Tem mắc logo của nó cộng với đó là Cái phần số Seri này Đó, rất là hay, được chưa ạ? Đó, ok, dòng này thì quá ngon rồi Còn đây là phần bát đây, bát đây Màng bát thì là màng bát giấy Nhưng mà được phủ và gì ạ? Màng bát này được kết hợp với cả là 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 vải lanh nên là nó sẽ cho ra một cái chất lượng màng bát rất là tốt, độ bền rất là cao và quan trọng là nó thẩm không thẩm thấu nước các bác nhá. Đấy và nó chống được nước luôn. Đấy, rất là ngon. Ok, đây em sẽ bóc ra phần hệ căng bên trong để bác cùng nhìn nhá. Đây các bác nhìn cái phần phân tần của nó đây. Em nhìn cái phần phân tần này rất là mê luôn. Phần các bác nhìn toàn bộ những cái con chở này toàn bộ là 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 chở nhôm các bác nhá. Các bác nhìn ánh này, vàng chóe luôn. Ui sướng chưa các bác? nhìn sướng chưa các bác nhìn trên mỗi cái phần phần tép này nó đều có những cái dãy số seri rất là xịn ở đây đó bông tiêu âm toàn bộ bông tiêu âm đen hết các bác nhé bông tiêu âm đen còn tất cả mạch mếch các thứ của nó để toàn bộ là bao cam kết hàng zin chỉ chuẩn xịn cho các bác luôn nhá còn đây là phần bát đây em quay qua phần bát các bác đó phần bát của nó đây các bác nhìn này bát nhìn chất không các bác ơi đó các bác nhìn này trời ơi nhìn này từng đường nét đường vân của nó này rất là chi tiết các bác nhá đó phần bát các bác phần bát đây đó các bác nhìn nhá phần chi tiết không tất cả các cái phần 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 dây này dây riết của nó này thì đều là gì ạ đều là cao su tất 100% các bác nhé đó đều những cái những cái dâu loa này đều được bọc cao su này Đấy, các bác nhìn thấy không rất là chất luôn còn đây phần trên phần bát này phần bát loa đây hàng sản phẩm mà uh, Martin Blazer Audio hàng sản phẩm chính hãng này limited của England này đó phần pick loa cực kỳ là chất luôn như này để các bác chơi rồi thì quá là ngon luôn rồi các bác ạ. Quá là vip luôn trong ngày hôm nay rồi. Những cái dòng loa của Martin cánh én quá tuyệt vời các bác. Về tổng cộng lô này được 20 đôi mà chắc chắn rồi cho các bác rồi. Ngày hôm nay lên 10 đôi bán sạch luôn từ hôm trước không còn đôi nào thì tí nữa bên em còn 10 đôi cuối kia thì tí nữa ở video này em lên thì chắc chắn thôi các bác săn đón thì cực kỳ nhiệt tình luôn mà rất nhiều bác đang gọi điện cho bên em hỏi mua rồi thành ra là rất nhiều anh em đang cần mua rồi thành ra là các bác nào mà đang có nhu cầu sắm sửa phải sắm sửa ngay nhá ok chưa đó bây giờ thì xin phép được các bác à, test qua một chút về chất âm để các bác cùng trải nghiệm qua một chút về chất âm đối với dòng sản phẩm này đấy bây giờ thì em xin phép được test qua một chút về chất âm nhá <laughs>

quá tuyệt vời các bác Tiếng bát nó dày sâu mà có độ uy lực nhất định Tiếng tép sáng và bay tiếng nhưng mà không mất được cái chất âm Không mất được đi cái chất của loa các bác ơi Nhìn phê không Loa vừa đẹp vừa hay Tiếng bát vừa sâu vừa chất Tiếng tép sáng và bay tiếng Âm thanh kết hợp nó rất ngọt ngào và chi tiết luôn Đối với dòng sản phẩm này rất rất đáng để các bác sở hữu với dòng sản phẩm này các bác nhá Rất lâu rồi hôm nay mới có clip lên giới thiệu để cho bác về dòng sản phẩm Martin London để các bác cùng ngắm nhìn và cũng như là chiêm ngưỡng cũng như là thưởng thức chất âm của dòng sản phẩm này à, Và báo giá cho các bác trong ngày hôm nay với tất cả những mẫu loa sản phẩm hàng Martin London Hàng Martin chính hãng, Martin cánh én browser đây Thì bên em đang để với mức giá vẫn rất cực kỳ là tốt cho bác 6 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhé, 6 triệu 500 ngàn đồng một đôi Bao ship tận nhà, tặng dây rắc phụ kiện đầy đủ Cam kết hàng nguyên zin nguyên bản, chưa qua động trạm sửa chữa và cam kết bảo hành cho bác lên đến 1 năm và chế độ 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng nếu như các bác đang có nhu cầu sắm những dòng sản phẩm này. Hàng không ngon, không zin, không chuẩn, không xịn thì em không lấy tiền các bác nhá. Ok, clip của em đến đây là kết thúc. Các bác nào đang quan tâm đến những dòng sản phẩm loa mắc tin cánh én, dòng sản phẩm hàng chính hãng của Anh Quốc thì sớm liên hệ ngay với em để đặt hàng các bác nhá bởi vì số lượng có hạn và không có nhiều, được chưa ạ? Ok, à, bác đi qua thì nhớ ủng hộ bên em xin một lượt like, ấn comment đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.